Hi. Chào đằng ấy. Đụng hàng hả? Mình sao? Không ai được phép thông minh hơn mình. Đường tiếp năng lượng, mình cần thêm sô cô la và kẹo. Mẹ là một muối cam. Còn bao nhiêu calo nhỉ? Để xem nào. Mình còn 20 calo nữa. Có báu của tôi. Này, đó là của tớ mà. Nora, cậu còn chả biết tính. Cậu vượt 50 calo rồi. Tôi sẽ béo phì như con heo mất. Được rồi cả lớp. Ai muốn giải câu này? Em. Có ai khác không? Nora. Vâng. Câu hỏi, Nora. Hôm nay nhìn thấy tuyệt lắm, thầy Smith. Ồ, thật sao? Trời ơi, với thái độ này em sẽ bị đuổi học. Em, đuổi học? Khỏi trường á? Thầy ơi. Gì, Ruth? Thầy viết sai rồi. Rồi, cả lớp nghỉ. Đừng quên bài kiểm tra ngày mai nhé. Đặc biệt là em đấy, Nora. Bài kiểm tra? Mình phải làm gì thôi? Lại là Nora sao? Chào Nora. Chào anh. Nụ cười của em tỏa nắng. Nhưng mình cũng có nụ cười tỏa nắng mà. Nora. Max? Ôi mẹ ơi, tránh xa tôi ra. Chẳng ai thích mình. Mình phải làm gì đó mới được. Tan học rồi. Nhưng mình có thể chuẩn bị cho ngày mai. Now I have time. Chúng mình có thể giúp nhau. Tớ chỉ giúp cậu nếu cậu giúp tớ. Ok, chốt. Đây là phòng tớ. Thế này tuyệt thật. I'm having fun reading this book. This is like 300 pages long. It's so fun learning new things. So this is how. Mẹ thật đầy tới về nhà đây. Ok. Nhưng trước khi cậu đi, tớ đã chuẩn bị một số bài đọc dễ. Áo phông của tớ. Đừng lo, tớ sẽ cho cậu mượn của tớ. Mong là không ai thấy mình. Ôi trời đất, Nora kìa. Được rồi các em, bài kiểm tra bắt đầu. Thầy đi lấy cốc cà phê đã. Tớ cần cậu giúp. Gì cơ? Thôi nào Nora, cậu biết tính toán phần trăm mà. Phải.
Chuẩn. Được rồi các em, đây là kết quả của em đây, Nora. Bé cậu á, giờ mình vừa thông minh vừa xinh. Hả? Chỉ một cộng thôi à? Đi ăn mừng thôi. Chào mừng đến phòng của tớ. Hey, hot girl check. Wow. Thôi thôi, chắc tụi mình cần chuyên gia đó. Đừng lo, Jojo sẽ giúp cậu mà. Em cần thay đổi thôi. Ôi trời ơi, tuyệt vời ông mặt trời, cảm ơn Nora. Vậy giờ cậu phải tìm một bạn nhảy trong dạ hội của trường. À, thế gu của cậu là gì? Tớ không biết nữa. Nhưng tớ không thể thôi nghĩ về Max. Vậy thì tấn công anh ấy đi. Max, hay là chúng mình đi tới anh biết đấy, tới dạ hội của trường á? Với em á, không đời nào. Tớ có ý này. Hey, chào Ruth, nhìn cậu hot thế. Nhờ cậu đó Nora. Tớ biết rồi, qua TikTok đi. Nhưng tớ đâu có biết nhảy đâu. Dễ lắm, lại đây. 1 2 Thế này vui quá đi. Tớ biết mà, không tệ. Ông như Max đâu rồi? Đây các em, anh không sao. Anh không thể đi chơi với Ruth nữa. Khổ thật đấy. Anh còn chẳng thích cô ấy. Cầm tiền đi này. Nhưng anh đã hứa. Nora. Ruth, tớ xin lỗi, chờ đã. Ruth, Ruth, cậu ấy đâu rồi? Chú ý mọi người, tớ bị lạc mất bạn. Ruth, tớ lại kẻ nói dối. Cái này là giả. Và tớ nhét độn silicon. Và đây là tớ khi không có lớp trang điểm. Ai thế kia? Ruth à, cậu là bạn thân của tớ. Xin hãy tha thứ cho tớ. Ruth. Tớ không muốn thú nhận một điều. Hồi học lớp 3, tớ đã gian lận trong bài kiểm tra đây. Tớ ăn đồ ăn cho chó với kem. Cậu biết không, tớ luôn muốn nói điều này. Tớ thích cậu lắm. Cậu muốn nhảy chứ? Có chứ. Yeah. Chào Nora, chúc mừng sự tiến bộ của chó. Em à, cảm ơn thầy nhiều lắm. Ngày tuyệt nhất trong đời tôi. Được rồi các bạn à, nếu thích video này thì hãy chia sẻ, like và đăng ký kênh nha.